Vậy bây giờ chúng ta hãy đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Xin mời. Mời cô ngồi. Chào cô. Chào chị. Trước tiên thì tôi xin giới thiệu, tôi là Lê Thị Hải, năm nay 52 tuổi và đang hiện tại công tác tại Ủy ban dân phường Nguyễn Thái Bình. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào Lê Lộc. Em tên là Lê Thị Kiều Trang, năm nay 34 tuổi, quê ở Cái Bè, này làm dâu mẹ được 7 năm 11 tháng. Dạ. Có em bé chưa chị hả? Đang có 3 em bé gái, bé nhỏ nhất thì mới 7 tháng. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô cảm nhận thế nào? Đứa trai á thì có lên và gọi điện là mẹ ơi sắp tới có người bạn con lên thì mẹ cho ăn cơm chưa. Thôi mình cứ làm một cái tô cơm luôn, hoảng luôn mà mình cũng hay biết cái buổi đầu tiên đó, lấy cho một tô cơm cho chị ăn xong chị cũng im lặng luôn, bao nhiêu năm dài chị mới kể ra mẹ cho con cái tô cơm quá con sợ quá, tới khi ấn tượng luôn, tới bây giờ con vẫn còn ấn tượng về mẹ. Về cái vấn đề mẹ mới rất là nhiều, cái tô cơm rất là to nhưng mà em thì giống như là ăn giống như mèo vậy đó, nhưng mà em ráng em ngồi em ăn cho hết, chứ không thôi ăn không hết, có công ngày đầu tiên mà ăn không hết là mất điểm luôn. Nhưng tại em đề nghị tô cơm mà đúng không? Không. Dạ. Khi người nào đến chắc tôi cũng mời, như mình hiểu như là suy nghĩ của cái suy nghĩ của mình là đến với cái tấm lòng á tràn đầy thì mình cứ mời hẳn tô cơm vậy đó. Chắc là chắc đặc biệt, chắc mình tôi quá không chắc có ai. Rồi lúc đó thì ăn mà trong đầu có suy nghĩ có ấn tượng gì về mẹ không chị? Quen chồng á thì đi làm chung với chồng, nhà mẹ thì ở tầng 10, em thì ở tầng 7. Cô cho thuê phòng á, cô nói là nhà bà Hải á là được lắm con, hai đứa mà có lấy nhau được thì lấy đi nha, chứ cô thấy nhà đó được đó. Thì mình cũng để ý coi mẹ làm sao, tháng đi làm với chồng thì lén lén coi mẹ, chồng nói là mẹ kìa, xong cái cũng nhìn thấy mẹ đẹp nhưng mà nhìn sao dữ thấy cũng sợ, nó không biết sau này mình về mình có làm dâu nổi không nữa. Sau này về thì thấy là mẹ cũng vui, đâu ra đó thì tánh em cũng thích đâu ra đó. Khi làm dâu phải nói là cũng nhiều ấn tượng. Về là không biết nấu ăn, không biết một thứ gì nấu ăn hết. Mình thấy là thấy cũng mệt rồi đó. Mình tưởng là con dâu về sẽ hỗ trợ cho mình vấn đề này mà nó giảm bớt được. Qua quá trình thì mình dạy bảo thì nói chung ở nhà là không tin tưởng vào cái việc nấu ăn rồi đó. Mỗi lần nấu món gì là chồng nó nói, mẹ hôm nay tụi con làm cục bạch hả? Sợ quá. Mỗi lần nghe thấy ủa ai nấu, mẹ chị Trang rồi là lo đúng không? Lo đó. Lo cái rồi thôi chắc không dám rồi đó. Còn không dám ăn cái này à. Ông xã cũng vậy. Em xem nấu đi. Trời ơi ăn hoài chắc chết rồi. Cứ la làng hoài nhưng mà mình nói thôi anh cố gắng cùng với con á, có thể là nó không ngon thì mình sẽ chỉ cho nó từng bước nó có thể thay đổi những cái để cho nó học hỏi lên, chứ còn mình cứ làm thế hoài thì làm sao được. Nhưng mà em có biết điều đó không? Dạ cũng biết, em biết là nhiều khi nhà mà nhìn nhau là em biết rồi, nấu xong mà đem ra là nhìn nhau là em biết rồi, bởi vì mình cũng ráng, giống như là mẹ đem sách nấu ăn về thì em cũng ráng em học. Nhưng mà nhiều khi là thích làm bánh, cũng thích nấu ăn, nhưng mà nhiều khi làm rau câu hay thì làm cái này kia là em đổ bỏ hết. Chị cũng chịu học hỏi lắm, nhưng mà khi học xong rồi cái trong đầu mà toát lên một cái gì là thấy bắt đầu cả nhà lo đó, không biết có cái kêu gì mới không để thí nghiệm nữa rồi đó. Bạn không biết nấu rồi còn cái chuyện gì mà không hợp với con dâu nữa không? Nấu ăn á là đã không nấu ăn nó chuẩn thì mình phải gọn gàng. Trời ơi mỗi lần về là cô thấy là cô sợ lắm, một bãi nha như trận chiến thôi là mình phải nói là sợ. Mà bây giờ chỉ có thể tập tành thì lấy là cũng ok hả cô? Hả cũng ok nhưng chưa mà ngon thôi. Chưa ngon nhưng mà là có cái quyết tâm để mà cố gắng làm. Cố gắng càng quyết tâm thì càng bề bộn đó. Ví dụ nấu ăn mình không có khiếu thì mình nấu có thể dở, nhưng cái chuyện bề bộn mình có thể sắp xếp lại cũng được chứ. Thì mẹ nói thì em cũng hiểu, tại vì em thì em cũng thích gọn gàng, nhưng mà nhiều khi nhà có con nhỏ thì em trông hai đứa em bé ở nhà đang dọn dẹp đang nấu xong cái ngoại kêu Trang ơi con nó khóc, Trang ơi pha sữa rồi này kia, thì nhiều khi em cũng phân thân ra em làm, thì nhiều khi chén bát thì nó còn ra đó thì mẹ về mẹ thấy xui đó. Xui. Mà nhiều cái xui lắm á. Mình chia sẻ với Trang là đồng ý là có những vấn đề con cái như vậy về phía ba mẹ sẽ hỗ trợ, nhưng mà mình phải có cái sắp xếp
có cái khoa học thì có thể là con sẽ làm được tốt cái vai trò này. Hồi xưa mình cũng là ba đứa con, cũng một tay mình nuôi ba đứa con và dạy dỗ nó thành đạt hết, thì nghĩ rằng bé này nó chắc cũng đòi hỏi như mình quá, thành ra là không biết là chắc chị nó mẹ hay đòi hỏi quá hay sao. Tức chắc là mẹ hơi thầy cầu toàn quá. Giống mẹ, đó. Mẹ cầu toàn quá, giống như ở nhà là cái gì cũng phải ngăn nắp gọn gàng. Thì em cũng thích như vậy, mà nhiều làm khi dạ con cái này kia thì thích giống như là bông hoa, bình hoa đều để trên bàn rồi gọn gàng, nhưng mà cũng con cái chưa làm được. Hai mẹ con có hợp nhau gì không? Có, hợp thì hợp nhiều. Mình nghĩ đứa này đứa con gái, thành ra mình cố gắng mình đi cũng đi tìm tòi cái nguồn để có sang lại những cái mặt hàng để cho con dâu nó kinh doanh. Xong là mất dạng luôn, mất tiêu hết. Mất vốn, mất sáng rồi mà không thấy đâu hết trơn. Cái lần sau mà bộc phát là thôi, miễn ra. Chị phải làm nhiều mới có kinh nghiệm chứ dạ, cô. Trời ơi, nhiều lắm rồi đó. Làm hoài rất bán nhà luôn. Bán nhà. Thì con cái thì giống như là cứ chi phí mỗi cái này mỗi cái kia, nợ nợ riết rồi nợ hết trả nổi luôn. Trang nó kinh doanh về buôn bán thì mình cũng thấy con mình có cái mặt mạnh về cái kinh doanh. Thì mình cũng tìm tòi chung luôn, hai mẹ con là sắm sửa quần áo là ôm mẹ ơi con thấy cái này. Ờ được á. Được rồi đi. Như bạn bè. Bạn ha. Bè vậy đó. À, mua nhiều sắm khi chung á, chị ở bên phòng này chị nhắn tin bên này, mẹ mẹ thấy hình này không? Trời ơi nó rảnh hả Trang? Cái gì nói đại đi, sao cái này hai mẹ con có gì đâu nhắn. Ủa trong nhà mình là tới ba thế hệ đó hả? Bốn thế hệ đó, có bà cố ở nhà đó, còn bà cố ở nhà nữa. Hôm nay bà cố hơi mệt chứ đúng ra bà cố cũng thích đi cái chương trình này bà lắm. Bà cố nè, bà nội nè, rồi mẹ nè, rồi con. Con. Bốn thế hệ. Ta gọi là tứ đại đồng đường đó. Như vậy thì làm dâu nó có khó không em? Đấy mình vừa thật sự mình chưa đáp ứng được nhu cầu của mẹ chồng luôn á. Vậy thì cố với nội thì sao? Nhà mẹ thì mẹ nói là con ở nhà thì con lo sắp xếp nhà cửa gọn gàng. Thì xong rồi cố thì cố em sắp thì cố giống như em để bình nước bên đây thì cố lại để bình nước bên kia. Rồi em thì cố cái em nói là cố ơi sắp bên này đi cố, cái cố nói là nhiều khi cố giận cố nói nhà ném ra của tao. Cố lẩy cố đi ra ngoài kia ngoài ghế cố nằm. Thì em về em mới nói với mẹ là mẹ ơi thì con là giai cấp là mình đứng ở dưới hả, dưới mẹ dưới ngoại. Thì để đâu thì cho con ngồi ở đó đi, chứ con không có làm chủ được. Em trao đổi với mẹ. Cũng khó nha. Giờ đáp ứng nhu cầu của mẹ thì cố la. Đáp ứng nhu cầu của cố thì mẹ la. Đáp ứng nhu cầu của cố với mẹ thì nội la. Nhưng mà nhiều khi ai giận thì mình kiếm cách mình làm hòa. À, em có khi nào cái áp lực quá rồi em ngồi em... Buồn, chị tủi thân không? Dạ có, nhiều khi cũng tủi thân là nhiều khi là mình làm mình rất thích làm nhưng mà làm nhiều thứ quá thì mình không xuể. Chứ rất là muốn làm hết những cái thứ mình muốn. Nhiều khi mẹ la thì có cũng buồn, cũng khóc với mẹ. Mẹ nói là con không có sắp xếp được nhà cửa gọn gàng gì hết. Nói mẹ ơi con mệt quá rồi, giờ con không có làm nổi nữa. Con sợ mẹ la cho nên là con cũng gắng con dọn dẹp nhà cửa hết rồi. Nhưng mà nhiều khi có những thứ mà mình không có làm hết trong ngày. Nhờ chồng thì chồng lại chưa làm xong luôn. Thì sáng ngày thì mẹ thấy giống như là có cái đống chén thì mẹ la. Nhưng mà cô có biết được cái áp lực của con dâu mình khi mà bị chi phối nhiều quá không? Mình là người mẹ chồng thì tất nhiên là mình nắm được cái tâm tư của con dâu mình. Tại ban đầu mình đã nói con dâu là đứa con gái thì nó nghĩa là mình nắm rất chắc. Cho dù bất cứ cái gì đi nữa con cố gắng. Đây là vai trò con là người dâu lớn thì cố gắng giúp mẹ trong vấn đề quán xuyến gia đình. Nói chung là công việc có thể là như em cũng biết là cái áp lực của đi làm nhà nước có những cái mà mình phải thời gian có. Thì về vấn đề này thì mình cố gắng mình hiểu, mình chia sẻ với con dâu. Mà thật sự mình nói là mình không chia sẻ hết được. Mình buồn đó chứ. Mình rất buồn. Có nhiều cái tâm tư mình hiểu. Nhưng mà mình cũng quá là áp đặt với con mình. Nhưng mà cũng phải nói để cho nhận định ra, cố gắng sắp xếp để cho bên nội ngoại nó không có vì vấn đề này mà nói tới nó lui. Mình không phải là cửa giữa để cho hồi ta mày binh con dâu mày hoài vậy. Thì mà nói chung là mình không muốn cái điều đó. Thì em về thì em cũng muốn là nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, rồi bình hoa đó. Nhiều khi mẹ về mẹ thấy thì mẹ thoải mái, nhưng mà em cũng chưa làm cho mẹ chưa vui làm được. Dạ.
cái khổ nhất của người phụ nữ hiện đại là chúng ta vừa lo cho xã hội, lo công việc xã hội mà vừa lo cho gia đình, làm sao để nó chỉnh chu hết. Đó là điều khó. Chắc chắn rằng á, từ từ thì con dâu cũng sẽ có thể chia sẻ những cái điều đó với mẹ chồng. Bây giờ mình xem coi anh chồng em mong muốn điều gì nha. Mẹ nhà ở nhà đôi lúc tính hơi nóng, nhưng mà cái nào ra cái đó. Nhà cửa thì thích gọn gàng, mẹ thì thương con, thương cháu, thương dâu. Vì lúc á vợ bệnh á, mẹ cũng gánh luôn cái phần mà chăm mấy đứa nhỏ ấy. Nó đều rất là ấm áp, rất là thương mẹ chỗ đó nhiều lắm. Nhiều lúc là bận việc kinh doanh rồi buôn bán rồi, nhà cửa thì đôi lúc nó hơi bừa bộn một tí đó. Thì lúc mệt xong rồi nóng lên rồi không có nghe ai nói gì hết trơn. Chồng cũng sẽ cố gắng phụ vợ nhiều hơn ha. Bình thường nhà mình vui vẻ, đôi khi lúc giận xong thì cho qua hết. Thì nên hy vọng sau này mình lúc nhà mình lúc nào cũng vậy. Còn vợ thì ăn nhiều lên tí, ngủ nhiều hơn tí. Làm biếng ăn thì đâu có sức khỏe, đâu có gì đâu. Vợ muốn thực hiện điều vợ mong muốn, không có sức khỏe thì không có làm được gì hết. Phải ăn nhiều, sức khỏe nhiều. Em thì lúc nào cũng thương mẹ, thấy mẹ cực cơ quá thì em cũng muốn cố gắng giống như là mình san sẻ hết cho mẹ, thì đỡ mẹ được cái nào hay cái đó. Thì công việc thì nhiều khi mẹ về mẹ mệt thì em cũng gắng để dặn con là để im cho mẹ nghỉ, thì mình cố gắng ở ngoài thì mình sắp xếp công việc nhà để cho mẹ nghỉ ngơi. Thì bé này, bé dâu này mình coi như đứa con gái, mình không thích cái gì là mình thẳng luôn, thẳng thắn luôn. Con vậy mẹ không đồng ý, con phải vậy. Chắc là hay cầu toàn, như một đứa con gái quá thành ra là không biết, nghĩ rằng là chị này bị áp lực nhiều lắm, nhiều như những khùng lắm chứ không phải vừa đâu. Cảm ơn câu chuyện của cô với là của em rất là nhiều. Bây giờ thôi hứa với mẹ đi, đó nãy giờ mẹ nói đó, hứa với mẹ đi. Con hứa với mẹ là con sẽ ráng làm xong, con sẽ rửa chén liền. Cái đơn con không có để nữa. Cô hy vọng là đợt này là Trang sẽ là người sẽ thay đổi thật sự trong sắp tới. Xin cũng cảm ơn chương trình. Cũng chắc chắn thay đổi, nhưng mà cô cũng nên thương con dâu chút xíu, bởi vì quá nhiều áp lực. Sống trong một, thật sự mình nghe thôi, sống trong một gia đình mà tứ đại đồng đường thì thật sự là áp lực lắm. Áp lực khủng hoảng đến mức, nhưng mà áp lực dữ lắm. Và mẹ cũng đã chịu áp lực rồi. Thôi chia sẻ với mẹ chút đi Trang nha. Rồi hai mẹ con ôm chặt với nhau nào. Xin gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Dạ. Qua những câu chuyện mà những mẹ chồng nàng dâu chia sẻ với nhau thì chắc chắn đâu đó quý vị cũng cảm nhận rằng, ồ, câu chuyện này giống tôi quá, câu chuyện này hình như tôi đã trải qua rồi đây. Và hãy rút kinh nghiệm để gia đình hòa thuận hơn.